rất là ngon. Để ăn thử món nem rán này nha. Một phần là full topping nha các bạn. Welcome back to my channel Cường Kênh Cúc Official. Mấy bạn thấy cái giọng của mình hôm nay lạ lạ không? Hôm nay là mình bị cảm cúm nha mấy bạn, nhưng mà mình phải ghi âm để lên clip cho mấy bạn xem nha. Thì hôm nay mình sẽ bất chấp đường xá xa xôi, mình sẽ đi khoảng 170 cây số từ Sài Gòn mà mình đi xuống Cần Thơ nha, để mình được ăn cái món là bún thịt xào với lại uống một ly cà phê sữa siêu ngon và siêu rẻ nha. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh mà đi xuống Cần Thơ á, nếu mà mình đi xe khách hoặc xe du lịch á, thì mình sẽ đi cái hướng là cao tốc Trung Lương nha, Mỹ Thuận. Còn nếu mà mình đi xe máy thì thường là mình sẽ đi cái hướng là từ Tiền Giang, Mỹ Tho á, mình đi qua cái chỗ mà Bến Tre, là đi chợ huyện Chợ Lách á, thì sau đó là qua cái phà Đình Khao và mình sẽ qua Vĩnh Long và tới Cần Thơ nha. Thì thật sự là cái tuyến đường này thì nó không có phải là ngắn hơn hay gì so với cao tốc, nó còn xa hơn nữa. Tuy nhiên là mình đi xe máy, mình đi đường trong thì mình ngắm cảnh nào hai bên đường, vườn tược đồ, rồi dọc đường là rất là nhiều người ta bán cây ăn trái mà trồng ở vườn nhà mấy bạn đem ra. Ví dụ như là chôm chôm nè, bưởi, sầu riêng, măng cục đồ á, đi cái mùa nào là người ta sẽ bán trái cây mùa đó thì rất là thích nha mấy bạn. Mình có thể mình tấp vô mình mua trái cây vườn luôn, giá rất là rẻ và có thể là rất là tươi và ngon và sạch luôn á. Từ ở ngay Tiền Giang và mình bước qua địa phận tỉnh Bến Tre và đi vô khu vực này, mấy bạn thấy không, là cây cối hai bên đường là cực kỳ mát mẻ và xanh tươi luôn nha. Đây là huyện Châu Thành nha mấy bạn, mình đang ở địa phận huyện Châu Thành. Sau đó là mình đi tới phà Phú Tân và bước qua là cái huyện Chợ Lách, và từ Chợ Lách mình đi chạy một đoạn nữa dọc theo Chợ Lách luôn, mình đi đến phà Đình Khao và mình sẽ qua được cái thành phố Vĩnh Long nha. Thì chút xíu nữa mình quay được cái bến phà cho mấy bạn xem luôn. Hiện tại là không khí Tết là đã len lỏi rồi nha mấy bạn. Tức là mình đi ở dọc theo bên đường này nè, mình rất là mình sẽ thấy được rất là nhiều nơi trồng, ví dụ như bông dạng thọ nè, bông cúc nè, trồng rất là nhiều luôn để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán nha. Tại Tết Nguyên Đán thì là một cái Tết mà theo người của Việt Nam mình là quan trọng nhất nè, và nhà nhà người người đều là mua hoa ít nhất là một hai chậu để bình chưng của nó. Mấy bạn thấy không, đây là cái cúc mâm sâu nha mấy bạn, cái cúc này là màu vàng cực kỳ đẹp luôn, tượng trưng cho sự là đủ đầy và nảy nở nha. Trong tất cả các loại bông chưng Tết thì mình thích nhất là cúc mâm sâu nha mấy bạn, nhìn nó rất là đẹp luôn á, lùng lùng mập mập tròn tròn nha. Đây mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình là mình đi đến phà Phú Tân nha. Đây mấy bạn thấy hai bên đường không, cảnh vật rất là bình yên luôn. Đây những ngôi nhà mà sát sông nè, có mấy cây bần đâu nè. Đây là cảnh chờ xe ở ngay phà Phú Tân nha mấy bạn. Do đây là cái phà mà lưu lượng xe cũng không phải là quá nhiều nên là thời gian đợi của mình là tầm khoảng 15 phút đến 30 phút mới có một chuyến nha. Thì mình đi là cái ngày thứ bảy chủ nhật á, thì lưu lượng xe cũng khá nhiều so với ngày thường đó, nhưng mà cũng phải là chờ tàu nha. Và tàu ở đây là mình có thể chở được xe du lịch nha, rồi xe tải lớn nó là chở được hết luôn nha. Thì vé tàu ở đây thì nó mình nhớ là tầm khoảng là 3.000 hay 5.000 gì thôi, bao gồm người và chiếc xe luôn. Nói chung là vé tàu ở Việt Nam của mình đi là rất là rẻ luôn nha, có nghĩa là kiểu như là đi để được trợ giá.
ăn vặt với bạn. Nhưng mà hình thức này chắc chắn là nó sẽ còn tồn tại nếu mà còn những ngôi phà nha. Và sau đó là nó bị thay thế giống như hồi xưa mình đi làm phà Rạch Miễu nè. Rồi ở phà ở Cần Thơ, mình cũng không nghĩ một ngày nào đó là sẽ có những cái cầu bắc ngang qua và được thay thế rất là hiện đại luôn. Rồi bây giờ là mình đang đi ở trên cầu Cần Thơ nha mấy bạn, từ nối liền giữa là thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long và ở bên một bên là ở bên thành phố Cần Thơ nha, mình nhớ là quận Cái Răng á. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi một mạch là từ thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn, mình đã đến được thành phố Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây nha mấy bạn. Thì buổi sáng ở Cần Thơ mùa này thì không khí rất là mát mẻ nha. Có nghĩa là trời mà cuối năm thì nó sẽ se se lạnh thôi. Nó có nắng, ít mưa, nhưng mà là nắng nhưng mà hơi hơi se se lạnh nha, chứ nó không có phải là nắng gắt nha mấy bạn. Thời tiết rất là chiều lòng người để có thể là đi du lịch nè, đi uống cà phê ăn sáng buổi sáng với bạn bè mình nha. Buổi sáng cuối tuần ở thành phố Cần Thơ thì khá là đông đúc và nhộn nhịp nha mấy bạn. Tuy nhiên là so với Sài Gòn thì thật sự ở đây thì vẫn là đường xá thông thoáng hơn nè, nhịp sống sẽ chậm hơn rất là nhiều so với Sài Gòn nha. Sài Gòn thì là trùm kẹt xe luôn, đi đâu ngã đường nào giờ nào cũng có kẹt xe, trừ khi là đi nửa đêm thôi nha mấy bạn. Chứ còn ban ngày rất là nhiều trục đường, lúc nào thường xuyên cũng kẹt xe hết, rất là ám ảnh luôn nha. Nên là mình đi về tất cả các tỉnh thành khác, đặc biệt là ở cái tỉnh miền Tây của mình sống, thấy nhịp sống nó rất là chậm, nó rất là thoải mái hơn. Đây là mình đang di chuyển vào khu vực trung tâm của thành phố Cần Thơ không? Ngay quận Ninh Kiều quá mấy bạn. Đây là con đại lộ Hòa Bình nha, khu vực chính của Cần Thơ luôn. Đây là cái trung tâm thương mại là Sensi City nè. Và mình chạy đến khu mà đường Cách Mạng tháng 8, mình sẽ mua cái phần là bún thịt xào nha. Sau đó là mình sẽ qua cái quán là Lê Kim Ma ở bên công viên sông Hậu, là mình sẽ ăn sáng nha mấy bạn. Thì ăn sáng mà xem với tầm ăn trưa luôn á. Rồi đây mình đã đi đến được con hẻm mà mua bún thịt xào nha. Bún thịt xào ở đây là rất là ngon và rất là nhiều luôn nha, đặc biệt là rất là rẻ luôn. 30.000 nhưng mà một cái phần đó là đầy ắp thịt luôn nha mấy bạn, gọi là full topping luôn. Rồi hiện tại là mình đang ở quán Lê Kim Ma nha mấy bạn, nhưng mà quan trọng là không có ăn ở trong quán Lê Kim Ma, mua quán bún thịt xào của ba nha, ở số là 14 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ninh Kiều nha mấy bạn. Các bạn không một phần bún thịt xào nè, đây một phần là full topping nha mấy bạn, như vậy là chỉ có 30.000 thôi, quá trời luôn. Có phần thịt nè, còn cái này là cái phần còn đây là nem rán nha mấy bạn, rồi có dưa leo giá, một phần là rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử món thịt xào ở Cần Thơ nha mấy bạn. Thử nha. Rất là ngon. Để ăn thử món nem rán này nha. Cái này là mình mua mình không biết là có cái gì luôn.
giòn. Đây là một ly cà phê sữa của Cần Thơ nha mấy bạn. Một ly bự chà bá luôn, chỉ có 18 ngàn thôi nha. Mình đang ở uống nước ở quán là Lê Kima nha mấy bạn. Quán nước rất là đẹp luôn, nằm ở khu vực công viên sông Hậu mà giá là hết hồn luôn nha mấy bạn. Mấy bạn thấy không, giá rất là siêu rẻ luôn, mà quán thì rất là đẹp. Đây, mắc nhất là món là nước ép nha mấy bạn. Nước ép đặc biệt 30 ngàn, còn lại có hầm mấy ngàn thôi. Một ly cà phê sữa nãy của mình kêu có 18 ngàn thôi mấy bạn. Rồi soda gì, nói chung là 20 hầm mấy ngàn không à. À, ở đây có trà gạo lứt matcha 18 ngàn luôn. Trà gạo đậu biếc, trà hoa cúc gì mấy bạn. Phải quán này buổi sáng cực kỳ đông luôn nha. Vừa bán đồ ăn sáng luôn nè. Đây là món điểm tâm sáng của quán, nên là vừa uống cà phê vừa ăn. Nè mấy bạn thấy không, bún cá là 30 ngàn, đầu cá 40, rồi có bò bistec là 45-49 ngàn. Nói chung là giá rất là rẻ mấy bạn. Nè, nước ở đây cũng siêu rẻ luôn. Nước mà đóng chai, một quán rất là xịn sò mà đóng chai vậy thì quá rẻ. Đây là không gian dưới quán nè mấy bạn, có hồ cá luôn. Sau khi mà ăn sáng bằng